lại thêm một trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ăn ốc ma. Cháu bé được gia đình chuyển lên từ Cà Mau sau 5 ngày điều trị dưới tuyến dưới nhưng không phục hồi. Ngay sau khi nhập viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thì các bác sĩ đã xác định cháu bé bị vi khuẩn trong ốc tấn công lên não. Cháu bé Phạm Văn Viễn, 10 tuổi, nhiều ngày qua luôn trong tình trạng sợ ánh sáng, mê sảng và đau đầu. Được điều trị tại bệnh viện Nhi Cà Mau nhiều ngày, gia đình đã chuyển bé lên Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu vì không có dấu hiệu giảm bớt. Và viêm màng não là hậu quả sau khi cháu bé này cùng bạn bè tìm bắt ốc ma hay còn gọi là ốc sên để nướng ăn. Bữa ăn đó là trong ba anh em ăn, là có nhỏ cháu kế bên cũng 7 tuổi, nó cũng ăn chung mà nó cũng yếu, nó ói cái đem ra bệnh viện Nhi cái uống thuốc nó hết. Còn thằng này thì nó không có ói, mà sao tới nay nó mới bệnh mà không biết phải nó vậy ra là không. Nên là nó nhắm mắt không, nó mở ra nó thấy sáng là nó nhức mắt. Nó nhức mắt suốt 3 ngày cái chuyển lên cấp cứu bệnh viện Nhi Cà Mau. Cái bệnh viện Nhi nó chẩn đoán là viêm son. Bởi vì ở đây thì cũng gặp thường xuyên những ca như vậy đó. Thì sau khi mình lấy nước lưng ra và xét nghiệm máu và nghĩ ngay là có khả năng bị ăn ốc sên mà bị cái loại sáng lên não, viêm màng não do sáng. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, nhất là khi vào mùa hè, trẻ nhỏ thường rủ nhau bắt ốc sên nướng ăn hay bắt chước người lớn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận mỗi năm khoảng 30 đến 40 ca viêm màng não có nguyên nhân này. Dù đã cảnh báo nhiều lần, nhưng tình trạng ăn ốc sên ở nhiều vùng quê được xem là hết sức bình thường, thậm chí ăn ốc sên chữa bệnh vẫn tiếp diễn. Sai lầm khi mà người ta ăn ốc sên thì thứ nhất là người ta nghĩ nó bổ. Thứ hai là người ta nghĩ là cái nhớt của nó để chữa được một vài cái bệnh như là xuyễn thì đó là sai. Thậm chí có nhiều người còn nói là cái nhớt của ốc sên đó là có thể dưỡng da gì đó, thì cũng sai luôn. Thứ hai là khi mà mình chế biến mình ăn á thì con nít nó có thể nó bắt trước, thành ra nó cầm lên thì nó sẽ tự chế biến ăn thôi, thành điều đó rất là nguy hiểm. Điều trị viêm màng não vì ăn ốc ma hay ốc sên tốn khá nhiều thời gian. Trẻ phải được chẩn đoán chính xác kịp thời để tránh tình trạng trẻ bị phù não, hôn mê sâu. Trong trường hợp cấp cứu muộn, viêm màng não sẽ dẫn đến những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến khả năng vận động và phát triển sau này.